sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái nguyên vừa có công văn đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo thái nguyên khẩn trương khắc phục sự cố các công trình bị hư hại ảnh hưởng do bão vệ sinh trường lớp học giả soát và có biện pháp phòng ngừa rủi ro phát sinh trong trường hợp mưa to gió lớn kéo dài gây mất an toàn cho giáo viên học sinh và hư hại tài sản của nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin về mưa bão ngập lụt để kịp thời báo cáo đề xuất điều chỉnh phương án dạy và học đối với một số trường bị ảnh hưởng hoặc có nhiều học sinh trong vùng bị chia cắt do nước lũ các đồng chí hiệu trưởng xem xét báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp để quyết định phương án học tập linh hoạt hoặc cho nghỉ học và bố trí học bù theo quy định tuyên truyền nhắc nhở các em học sinh và giáo viên không được chủ quan đề phòng các hậu quả sau mưa bão đặc biệt chú ý công tác an toàn phòng chống đuối nước cho các em học sinh cán bộ giáo viên và nhân viên trong chiều 9 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn về việc cho trẻ em học sinh trên địa bàn nghỉ học 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 9.